ăn uống gì vô ăn cũng được. Hiện tại là có thằng Xúc lo rồi, chứ lo cho mấy dạng công viên thôi. Công viên là công viên rồi. Mấy thằng trong nhà em mà. Ngoài trong nhà không? Đây nghe chúng có nói rồi, em là một quần lông cá. Giờ có cái thầy sẽ lập. Có bao nhiêu loại rừng nào học tập đó được á, không chơi ai qua đến thần thì đến thần trong luôn á, chơi với không thấy. Ba lại đi, không quay đâu.